chiến thuật, ao tường xa không ấm gió phương xa, nhìn đêm vắng nhà, mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông mênh nước, đêm đêm nằm đường ngang bước thù, ao nhà binh thương lính, lính thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phân xanh, cây lá play mê gió mưa mùa, tay mình nắng nung người. Đây là dòng âm ly piano A90D anh em nhé, số vừa về. Và anh em phải lưu ý là có hàng thì sẽ mới có giá được nhá, tại vì rất là nhiều anh em cứ gọi hỏi. Bên shop em thì rất là khách quan, nếu mà không có hàng thì sẽ không báo giá được. Vì lý do là báo mà không có hàng thì không báo làm gì cả. Em A90D là một điển hình rất nhiều anh em hỏi, bởi vì nó là cái dòng rất là gấu của hãng mà nó có giải mã. Đấy. Em này rất là khủng nhá. Hai biến thể nguồn siêu lớn. Em này công suất gần 400W. Lực sĩ luôn. Xét về mọi góc độ nó đều rất là gấu. Hồi gỗ này, chỉ vàng anh em nhé. Chỉ vàng bình thường anh em hay thấy ở những cái dòng 707 đôi cát, thì bây giờ xuất hiện ở dòng A90D của piano. Em này thì nó là mặt bóng piano. Bật mí luôn cho anh em, giá em này thì có những thời điểm là tùy từng em. Có những em nó hơn 19 triệu, nhưng em này nhé, em này giao lưu với bác giá rất là tốt này, 16,9 triệu. Đấy, anh em lưu ý là đây là đồ cũ, cho nên là gì ạ, cho nên là chiếc nào em sẽ báo đích danh trước đấy. Đấy, có những chiếc 19,8 triệu, 20 triệu, hơn 20 triệu, và tùy thời điểm, có thời điểm giá nó cao, có thời điểm giá thấp, rồi có những chiếc nó đẹp hơn thì giá nó cao hơn. Nhưng chiếc này, đích danh chiếc này giao lưu với anh em là 16,9 triệu, và quay thực tế có hàng như thế này thì sẽ có giá. Rất là nhiều anh em cứ gọi điện hỏi là một chiếc âm ly mà ngày xưa em có nhưng hiện tại không có, cứ bảo báo giá bao nhiêu. Ví dụ em báo, ví dụ A90D bây giờ em báo giá 16,9 triệu là em có hàng, và chỉ có một em duy nhất như này nhá, hết cái chiếc này thì sau này có thì giá lúc đấy nó sẽ cập nhật được đó. Chứ còn các bác nhiều bác là cứ gọi để tham khảo giá, xong rồi gọi shop khác, shop người ta không có hàng, người ta báo A90D, ví dụ người ta báo là 19-20 triệu thì đích danh con đấy người ta đẹp hơn, người ta bán cao hơn. Mình khách quan là như vậy nhé. Anh em nhìn này, trên nóc này, em này công suất là 365W, công suất tiêu thụ điện là điện 100V, có giải mã sẵn luôn nhé. Để em đang nghe giải mã mà. Đấy, chạy cặp A, cặp B hoặc cặp A cộng B. Chung quy lại với cái tầm giá này thì nó quá dễ để anh em chơi. Đấy, bình thường những em về khác nó tầm trên dưới 20 triệu cơ. Chiếc này giá quá tốt anh em ạ. Đương nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt của nó đấy. Giá quá tốt thì anh em quay kỹ cho anh em này. Nó có một vài cái phẩy gọi là xước lông mèo. Nhưng mà tổng thể, rồi anh em tổng thể thì nó rất là đẹp. Hồi gỗ đây. Quay chi tiết để anh em ở xa, anh em chuyển khoản là em ship hàng toàn quốc nhé. Đấy. Quay 4K luôn, nét căng cho anh em. Có hàng mới có giá, chứ không có hàng thì đừng có báo giá. Nhiều shop là không có hàng, cứ báo thật rẻ, xong rồi anh em tìm đâu được. Xong rồi có khi báo thật rẻ, xong rồi tìm mãi không có cái giá rẻ, đấy, xong rồi hướng sang cái sản phẩm khác. Còn em là có hàng em sẽ có giá cho các bác. Ngoài ra thì shop về rất nhiều hàng tuyển đẹp, 580D, 780D, đấy, 890DG. Vừa rồi dùng xuất âm ra là từ 555SA, đầu CD Sony hồi gỗ em này. Rồi là Lickman L80V, đấy, hàng đẹp, hồi gỗ chỉ vàng có em này nhé. Đấy, anh em quan tâm trước này thì sớm alo cho shop nhé. Cảm ơn các bác.